Nếu như các vị phụ huynh mà đang không biết mua máy gì cho con, hay là các vị huynh đài trạc tuổi mình học kinh tế luôn mà cũng đang phân vân không biết phải chọn cho mình mẫu máy nào bây giờ, bởi vì thị trường ngoài kia đang có cả nghìn mẫu laptop khiến cho anh em kiểu hoang mang sơ tái, thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là an toàn cho anh em. Dell Inspiron 14 5430, hãy cùng đi tìm hiểu xem mẫu máy này có gì nhé. Như thường lệ thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế nhá. Dell Inspiron 14 5430 mang một vẻ ngoài đặc trưng của dòng Dell Inspiron những năm gần đây. 7000 series sẽ là dòng cao cấp, còn 5000 series như mẫu máy này thì là dòng cận cao cấp rồi. Bởi vậy nó mang trên mình vẻ ngoài rất là sang trọng với màu bạc Platinum Silver, đưa lại cho nó một cái vẻ ngoài rất là bảnh bao, sáng sủa. Logo Dell được khắc laser ở đây trông cũng rất là khiêm tốn và nền nã, đảm bảo là cả nam hay nữ dùng thì cũng rất là phù hợp nhá. Với kích thước 14 inch thì máy có cân nặng là 1,5 kg, thì vẫn rất là nhẹ nhàng để anh em mang vác đi muôn nơi học tập và làm việc. Anh em có thể thấy ở đây lớp vỏ ngoài bằng kim loại rất là cứng cáp này và chắc chắn. Đằng sau mặt lưng máy cũng có những cái chân cao su ở đây giúp nó trụ chắc chắn hơn ở trên mọi mặt phẳng nhá. Mở máy ra thì anh em thấy được cái bàn lề thiết kế rất là đặc biệt đây, giúp cho bàn phím được nâng lên một góc nhất định, khiến cho cái trải nghiệm gõ phím của anh em cũng sướng hơn rất là nhiều. Cụ thể thì mình sẽ nói rõ ở phần sau. Đây cũng là một cái ưu điểm để hỗ trợ cho quá trình tản nhiệt của máy diễn ra hiệu quả hơn rất là nhiều lần. Nhân tiện thì mình có thể show luôn cho anh em cái hệ thống tản nhiệt ở đây, nó sẽ phả thẳng lên màn hình. Đây là một cái vấn đề khá là tranh cãi trong cộng đồng người yêu công nghệ, nhưng đối với mình thì qua bao nhiêu lâu trải nghiệm nhiều mẫu máy mà có cái thiết kế giống như này thì chả bao giờ mà ảnh hưởng gì đến màn hình cả. Bởi vậy anh em cứ yên tâm sử dụng nhá, không lo là hơi nóng phả lên xong rồi hỏng màn hình đâu anh em ạ. Điểm cuối cùng về khía cạnh thiết kế mà mình muốn nói ở đây là mình sẽ khen hệ thống cổng kết nối của con máy này. Nó sẽ có đầy đủ những cổng kết nối phổ biến mà anh em hay dùng luôn. Cụ thể đó là hai cổng USB A 3.2 Gen 1, một cổng Thunderbolt 4.0 cho phép anh em có thể sạc và trích xuất hình ảnh nhá. Nó cũng có luôn ở đây thêm một cổng HDMI cho nó cẩn thận và thêm một cổng sạc nữa. Tiếp đến là jack 3.5mm hỗ trợ anh em có thể kết nối tai nghe có dây vào đây nhá. Và cuối cùng mình tin là đây là một cái điểm mà anh em thích nhất, đó là một đầu đọc thẻ nhớ SD full size. Cái cổng này thực sự rất là hữu ích với anh em làm sáng tạo nội dung như mình. Phải nói vậy vì nhiều hãng sản xuất laptop ngoài kia đã bỏ đi cái cổng này rồi. Bởi vậy mình đánh giá rất là cao Dell Inspiron 14 5430 vì có cái cổng này rất là hữu ích. Về khía cạnh màn hình thì mình đánh giá trong phân khúc giá 20 triệu thì đây là một màn hình hết sức ấn tượng. Đầu tiên là anh em có thể thấy cái viên màn hình siêu mỏng ở hai cạnh bên này. Trên dưới thì dày hơn một tí nhưng mà trông vẫn rất là cân đối và hiện đại. Màn hình có tỷ lệ 16:10, tối ưu theo chiều dọc, và mình đánh giá đây là một cái tỷ lệ vàng cho thời điểm hiện tại, rất là thời thượng. Độ phân giải là 2.5K cho hình ảnh chân thực và siêu sắc nét. Độ sáng của màn hình này là 300 nit, mình đánh giá là cũng trung bình khá mà thôi. Và khi bật max độ sáng lên, mình nghĩ là đủ dùng cho anh em ngồi cà phê làm việc trong những ngày nắng không quá gắt. Điểm cộng ở đây là có thêm lớp phủ anti glare giúp cho màn hình của máy không bị phản chiếu ánh sáng quá nhiều. Và ngay phía trên màn hình anh em sẽ thấy hệ thống webcam và macro được đặt ở đây. Chất lượng làm thoại sẽ được mình thể hiện ngay sau đây. Đây là chất lượng cho ra từ webcam 1080p, tức nghĩa là Full HD đó anh em. Mình đánh giá là nó cũng khá là sắc nét và nó xử lý ánh sáng rất là tốt nhá. Da mặt của mình nó khá là hồng hào và tươi tắn. Ok, webcam ổn rồi. Về macro thì nó trang bị macro cap, tức nghĩa là hai cái ở ngay bên cạnh webcam. Mình sẽ show cho anh em ở đây. Macro đưa lại âm thanh to, trong trẻo, rõ ràng. Mình đánh giá là đảm bảo cho anh học sinh viên có thể học online, cũng như anh em dân văn phòng có thể tự tin gọi cho đối tác để làm việc rồi nhá. À, suýt thì quên, ở đây có trang bị luôn lễ check cam vật lý để đảm bảo cái tính bảo mật, tính riêng tư cho anh em nhá. Như thế này. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là mẫu máy Ultrabook 14 inch nhỏ gọn như thế này thì sức mạnh hiệu năng sẽ ra sao nhá. Với mức giá 20 triệu đồng phải bỏ ra thì ở đây anh em sẽ có con chip thế hệ 13 tiến Intel là Intel Core i7-1360P 12x16 luồng và dung nhịp tối đa là 5GHz. Bài test với Cinnamon R23 trong trường hợp là máy đạt 100% pin đã cắm sạc và bật chế độ Best Performance thì điểm số đa nhân là 7.169, đơn nhân là 1.728, độ ồn quạt tối đa mà mình ghi nhận được là 53dB và nhiệt độ tối đa là 40 độ. Về nhiệt độ khá là mát mẻ, mình đặt trên đùi hoặc là cầm trên tay như thế này thì không thấy quá là khó chịu đâu. Và độ ồn quạt thì cũng lưu diêu thôi, hoàn toàn không khiến mình phân tâm trong công việc. Thêm vào đó thì mẫu máy này có trang bị card đồ họa tích hợp là Iris Xe Graphics cộng với 16GB RAM thì tha hồ đáp ứng được những cái tác vụ mà mình sử dụng hàng ngày. Như anh thấy ở đây là mình làm việc vô tư luôn, bao giờ máy cũng chạy khoảng 20-30 tab Chrome gồm YouTube, website Think Pro, một vài file docs mà mình dùng để viết kịch bản, cộng thêm là một vài trang báo mà mình đọc để research thông tin. Thì chừng đó tác vụ vẫn rất là nhàn hạ với con máy này. Bên cạnh đó thì với những tác vụ chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa nhẹ nhàng như mình hay thực hiện trên Canva thì cũng diễn ra trên mẫu máy này rất là mượt mà nhá. Và để thành thật mà nói thì mình không phải là một người chơi game nhiều,
Tuy nhiên là tựa game FIFA ở trên mẫu máy này thì mình chơi vẫn rất là mượt mà và không hề gặp phải một trường hợp giật lag nào, nên mình tin rằng thỉnh thoảng mà anh em chơi game giải trí trên mẫu máy này thì vẫn cứ là ok nhá. Tất nhiên là vẫn bị buộc chân bởi ứng cạc đồ họa tích hợp là Iris Scale Graphics, bởi vậy nói không với các tựa game AAA nhá. Về khả năng nâng cấp phần cứng thì đây anh em sẽ có 16GB LPDDR5 hàng chết trên bao mạch rồi, bởi vậy sẽ không thể nâng cấp nhá. Bên cạnh đó thì anh em sẽ có 1TB SSD lưu trữ vô tư, thoải mái nhá. Kế đến thì mình sẽ đánh giá bàn phím và touchpad của mẫu máy này. Keycap ở đây có một lớp phủ nhám rất là cao cấp, anh em sờ tay lên thì sẽ cảm thấy mịn như lụa vậy. Ký tự ở đây cũng được in với chất lượng rất là cao, cực kỳ sắc nét, cộng với font chữ rất là đẹp. Layout phím hợp lý và cũng rất là quen thuộc, để anh em cầm máy phát là cũng đã có thể gõ rất là nhanh rồi, không cần phải có một thời gian làm quen gì đâu. Bàn phím cũng có đèn nền luôn, hỗ trợ anh em làm việc dễ dàng trong môi trường thiếu sáng. Có một điểm mình phải nói rõ, mình hơi chê một tí, đấy là cái khung bàn phím này có một sự flex nhẹ nhẹ. Với những người có lực gõ nhẹ nhàng thì không sao, nhưng với những người có cái lực bấm khá là mạnh tay như mình thì sẽ thấy là hơi khó chịu một tí. Anh em muốn cảm nhận thực tế nó ra sao, kiểu nó khó chịu với anh em hay là nó cũng bình thường thôi, thì hãy cứ qua Thinh Pro nhá, chúng mình sẽ đưa máy cho anh em để anh em có thể trải nghiệm trực tiếp. Đấy, nên là trong một khoảng thời gian gắn bó với con máy này thì đây là một điểm khiến mình hơi khó chịu. Touchpad của con máy này sẽ được hỗ trợ driver Windows Precision, đưa lại cho anh em cái trải nghiệm rất là mượt mà, phản hồi nhanh và cảm giác di chuột rất là đã tay. Đó, mình ưng ý với phần mềm của touchpad. Còn về phần cứng thì lại có một điểm mà mình hơi chê về cái chất lượng hoàn thiện. Chất lượng build hơi lục cục. Tại sao mình nói lục cục? Thì anh em thử nghe nhá. Đấy, nên là về cái điểm này thì mình nghĩ là anh em sẽ phải đánh đổi thôi. Đây là một con máy 20 triệu phân khúc giá cận cao cấp. Bởi vậy khi mà xét về cái khía cạnh là chất lượng hoàn thiện thì vẫn có những cái điểm tổn động nhỏ như mình đã chỉ ra ở bàn phím và touchpad. Về thời lượng sử dụng pin, máy được trang bị pin 4 cell 64Wh. Mình là content creator, với những tác vụ sử dụng thực tế mà mình đã đề cập ở phần hiệu năng thì máy cho mình thời lượng sử dụng rơi vào khoảng 5 tiếng đồng hồ, và mình đánh giá đây là một mẫu máy đưa lại cho mình cái trải nghiệm về pin khá là tốt. Bên cạnh đó, khi mua máy thì em cũng sẽ có sẵn trong hộp một adapter sạc 65W cho anh em khả năng sạc nhanh từ 0% đến 80% trong khoảng 1 tiếng đồng hồ nhá. Cũng sẽ cứu cánh cho anh em những trường hợp khẩn cấp mà anh em cần dùng máy gấp. Với tất cả những thông tin mình chia sẻ ở trên thì bây giờ mình sẽ xác định tập đối tượng khách hàng tiềm năng của mẫu máy này. Thứ nhất, nếu mà các vị phụ huynh đang đi tìm mẫu laptop phù hợp với các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là an toàn. Bởi vì sao? Trước hết là nó tới từ một thương hiệu rất là bền bỉ, nghe đến đeo thôi thì người dùng Việt đã cảm thấy rất là yên tâm và tin tưởng rồi, đúng không ạ? Để nói về độ bền sản phẩm thì mình sẽ đưa ra ba con số như sau. Thứ nhất là 20.000, đó là Dell Inspiron 14 năm 430 sẽ sống sót sau 20 lần đóng mở bản lề như thế này. Con số thứ hai là 10 triệu, tức nghĩa là bàn phím của bạn vẫn sẽ bền bỉ sau 10 triệu lần bấm. Con số cuối cùng là 65, tức nghĩa nếu mà đặt Dell Inspiron 14 năm 430 vào trong một điều kiện môi trường 65 độ C thì mẫu máy này vẫn không hề gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Chính vì lẽ đó mà mẫu máy này hoàn toàn có thể vận hành mượt mà và chân chu trong 4 đến 5 năm nữa. Giờ là màn hình 2.5K, độ phân giải rất là cao, tần số quét 90Hz rất là mượt mà. Và hơn thế nữa, nó có tính năng bảo vệ mắt cho các bạn trẻ sử dụng trong khoảng thời gian dài thì không bị mỏi mắt, cũng như không ảnh hưởng nhiều đến võng mạc, đến sức khỏe của các bạn nữa. Chất lượng hoàn thiện tốt trong tầm giá, bàn phím ngon, touchpad ok, hệ thống có kết nối đa dạng, không thiếu một cái gì. RAM 16GB đa nhiệm thoải mái, bộ nhớ 1TB lưu trữ vô tư, hiệu năng thì cũng không phải bàn cãi với con chip Intel Core i7-1360P. Và còn một cái hay nữa mà các quý phụ huynh chắc cũng rất là thích, đó là các đồ họa rời Intel Iris Scale Graphics sẽ buộc chân tránh các bạn trẻ sa đà vào các tựa game giải trí hardcore. Và với từng đó nét tính cách của con máy này thì mình còn cho rằng mẫu máy này phù hợp với các bạn sinh viên khối ngành kinh tế, khối ngành sư phạm hay là các anh em dân văn phòng nhé. Cuối cùng vẫn không kém phần quan trọng, đấy là món quà gửi tới những anh em đã theo dõi tới tận cuối video này. Đây là một điều hiếm hoi laptop Windows trong tầm giá 20 triệu có thể làm được, đặc biệt là đặt trong điều kiện sử dụng khá là đặc biệt. Lọc từ nhỉ? Nhưng mà khi mà mình buổi tối mình đóng máy lại ấy, và sáng sau, sau 9 đến 10 tiếng, mình tới văn phòng, mở máy ra, thì máy sáng ngay màn hình, unlock máy, và có thể vào việc luôn. Đấy, đây là cái điều khiến cho quá trình trải nghiệm mẫu máy này của mình khá là enjoy. Và đó là tất tần những chia sẻ của mình về Dell Inspiron 14 năm 430. Nếu như em có nhu cầu muốn tìm mua mẫu máy này thì hãy ghé thăm đường link mình đính kèm dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ, cảm ơn anh em đã theo dõi tới tận cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye, giữ sức khỏe nhá.